chạy xe. Cứ mẹ đi lần nào chịu chịu hào lại chết chạy. theo xe.
Nhanh quá. Xe này mạnh thật. Tao chỉ quay video thôi. Lên cặp rồi. Phen cặp thế nào kìa, đít. Rì lưng này rì. Nổ êm quá. Xe quá đẹp luôn các bác ạ. À, xe có tời luôn. Chiếc này có tời nhưng các bác. Tời bùng. Có tời bụng. Có 2,5 tấn. À, đã hoàn thiện, hôm nay test thử, chạy thử phanh hơi kẹt phanh một tí. Chiếc xe rất là gọn gàng luôn, quá đẹp. Wow. Bác nào muốn đóng xe thì liên hệ Gara Y Thiên nha. Ở khi Y Thiên, Tà Leo, Cái Tàng. Số điện thoại 0385 455 324. Bên kia cũng một chiếc có tời luôn. Chiếc này thì xong lâu rồi. Chiếc này cũng có tời. Đây, chiếc này cũng có tơi. Ok không các bác? Xe này thì cực kỳ nhỏ gọn. Đấy. Quá đẹp luôn. Xe kia chưa lắp kính, xe này lắp kính đầy đủ rồi. Xe này cũng xài số gác như xe kia thôi. Xe kia máy turbo. Còn xe này không phải máy turbo. Xe kia máy 52. Turbo máy này máy 50. Xài lại máy xe tải. Thùng 2m8, xe kia 3m. Lúc đôi hết. Kèm nó đôm ly mà. Kèm nó đôm ly. Tôn này 1.2 nha. Sàn cũng thế. Tôn rất là dày luôn. Ben tời đầy đủ nha. Chỉ thiếu mỗi cái phanh hơi thôi. Nếu mà trang bị phanh hơi thì quá là VIP rồi. Chăm sóc đầy đủ luôn. Xe kia cũng tơi, cũng không có thằng hơi. Xe này video trước mình cũng đã test thử rồi. Test nổ máy cho các bác nghe rồi. Xe này cực kỳ nhanh luôn. Số gas thì chạy rất là nhanh. Đây.
quá đẹp luôn. Các bác nào muốn đóng xe thì liên hệ nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của kênh Xe Cộ. Nhớ cho kênh Xe Cộ một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Xe Cộ làm video nhiều hơn cho các bác xem nha. Bye các bác.